Entertainment. Quá trình định đô Thăng Long Hà Nội, vùng đất linh thiêng đã chứng kiến nhiều sự kiện oai hùng của dân tộc mà dấu tích còn để lại trong các đền chùa, đình miếu, cổ kính, trầm mặc và trong từng ngọn núi, con sông. Mời quý vị hãy đến với quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Nơi đây chính là một cuốn tiên niên sử sống động, nguyên vẹn về sự biến đổi địa chất, môi trường và truyền thống cư trú của loài người trải qua hơn 30.000 năm lịch sử. Một vùng không gian huyền ảo, trữ tình, linh thiêng, mỹ lệ và độc đáo vào bậc nhất trên thế giới. Kính thưa quý vị, cũng như bao miền quê trên đất nước Việt Nam xinh đẹp, Ninh Bình có nhiều điển hình tiên tiến trong phát triển xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong đó, hệ thống thư viện tỉnh là một thiết chế quan trọng không thể thiếu, có vai trò rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nơi đây không chỉ đem đến cho bạn đọc cả kho tàng tri thức của nhân loại, mà chúng tôi còn xây dựng thư viện trở thành một người bạn lớn cho tất cả mọi người. Thư viện tỉnh Ninh Bình được tái lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1992 theo quyết định số 84 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Hiện nay có 37 cán bộ, viên chức và người lao động, có 3 phòng chức năng: phòng hành chính, phòng xử lý tài liệu và phòng phát triển phong trào cơ sở. Thư viện của chúng tôi được xây dựng với không gian phòng đọc rộng rãi và yên tĩnh, nguồn sách phong phú, bao trùm nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, chất lượng dịch vụ đa dạng, mượn trả tài liệu, phòng đọc hiện đại, sử dụng Wi-Fi, Internet tại chỗ, tìm kiếm tài liệu nhanh chóng nhất có thể. Với phương châm hành động, không để những cuốn sách trong thư viện nằm im lìm trên giá, đơn vị chúng tôi được tài trợ một xe thư viện lưu động đa phương tiện, phục vụ được 795 điểm trường, các thư viện thôn xóm, phục vụ trên 1 triệu lượt bạn đọc. Hệ thống thư viện cấp huyện có 7 trên 8 huyện thành phố, hoạt động tương đối đồng đều với 506 tủ sách thôn xóm và 5 tủ sách thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng. Nhiều năm liền, tập thể thư viện chúng tôi đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc. Đã có nhiều cán bộ thư viện đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Bộ Công an. Đến với liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo ngày hôm nay, đội tuyển chúng tôi gồm có tôi, Đỗ Thị Nhạn, đội trưởng, hiện đang công tác tại phòng phát triển phong trào cơ sở. Sở thích của tôi là được đi du lịch, khám phá những vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi yêu những tủ sách nhỏ bé trên vùng cao, trên vùng biên giới. Tôi yêu thích và hào hứng trên những chuyến xe thư viện lưu động được lan tỏa sách tới những người cần và yêu sách. Tôi, Mai Thị Mỹ Chi, cán bộ phòng xử lý tài liệu. Tôi đặc biệt yêu sách và có sở thích là sắp xếp và phân loại những cuốn sách theo từng chủ đề và cấp độ của tài liệu. Và cuối cùng là tôi, Lê Văn Thủy, hiện đang công tác tại phòng hành chính. Tôi rất vui khi được trò chuyện cùng với bạn đọc. Công việc mà tôi yêu thích đó là cấp thẻ bạn đọc. Chúng tôi hạnh phúc được là những người cán bộ yêu công việc của mình. Thật tự hào được là người lưu trữ, giữ gìn, phát triển các giá trị của nhân loại và kết nối giá trị đó đến với tất cả mọi người. Nỗi cô
đại trí thức xây đời mãi mãi xanh tươi. Yêu biết bao, yêu biết bao nhiêu, yêu nghề thư được lắng nghe lời non sông vọng về qua những trang sách. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời. Từ bao đời nay, biển đảo Việt Nam chính là phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân đất Việt. Các thế hệ người Việt Nam luôn hướng về biển đảo với một tình yêu mãnh liệt, niềm tự hào kiêu hãnh và lòng biết ơn sâu sắc. Đến với liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách ngày hôm nay, đoàn tuyển thư viện tỉnh Ninh Bình xin được trân trọng giới thiệu tới các vị đại biểu khách quý và bạn đọc cuốn sách Biển đảo Việt Nam trong trái tim Tổ quốc. Cuốn sách do tác giả Mạnh Hùng tuyển chọn gồm 382 trang, khổ 19x27cm, do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2017. Đây là cuốn sách được tổng hợp dựa trên cơ sở chọn lọc từ nhiều nguồn tư liệu đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần vào việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cuốn sách là thể hiện tình yêu của đất nước, của con người Việt Nam đối với một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc, đó là biển đảo Việt Nam. Trang bìa của cuốn sách là một không gian mênh mông xanh biếc, màu xanh của biển đảo quê hương tươi đẹp giàu có. Và hình ảnh người lính đảo Trường Sa, anh dũng hiên ngang, đang ngày đêm vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuốn sách gồm lời nói đầu và 3 chương. Chương 1. Biển đảo, phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Chương 2. Biển đảo Việt Nam trong trái tim Tổ quốc. Chương 3. Giáo dục tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Đến với chương 1 của cuốn sách, bạn đọc sẽ được tìm hiểu khái quát về địa lý tự nhiên, quá trình hình thành, phát triển, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Lật dở ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách, quý vị sẽ có thêm hiểu biết về phần lãnh thổ biển đảo Việt Nam. Với bờ biển dài hơn 3.260 km, trải dài từ Bắc vào Nam, Việt Nam đứng thứ 27 trong tổng số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có diện tích biển trên 1 triệu km vuông, gấp 3 lần đất liền, chiếm gần 30% diện tích của Biển Đông. Vùng biển của nước ta có khoảng 3.000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa được phân bố khá đều theo chiều dài của đất nước. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ đã cho thấy quá trình gắn bó với biển cả của dân tộc từ
từ những ngày đầu sơ khai chinh phục biển của người Việt cổ. Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, trên sông biển đã hình thành nên những trận thủy chiến oanh liệt. Đó là một Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền lẫy lừng trong sử sách đánh đuổi quân Nam Hán năm 938. Đó là chiến thắng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khiến quân Nguyên Mông bạt vía kinh hồn năm 1288. Cũng tại dòng sông Bạch Đằng, đó còn lại những chiến công vang dội của thủy quân Việt Nam trước các đội thủy quân xâm lược phương Tây vào các thế kỷ 16, 17, 18. Cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức về vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam, chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Nói chính xác là các nhà nước Việt Nam trong lịch sử và cho tới nay đã thực thi chủ quyền ở đây ít ra từ thế kỷ thứ 17, khi hai quần đảo chưa hề thuộc chủ quyền của bất cứ nước nào. Từ đó, Việt Nam đã thực hiện việc xác lập và thực thi chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục và hòa bình. Ngày 23 tháng 6 năm 1994, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bằng sự phê chuẩn này của Quốc hội, Việt Nam đã chính thức hóa cơ sở pháp lý quốc tế về phạm vi các vùng biển và thềm lục địa, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa, bảo vệ lợi ích quốc gia trên các vùng biển đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xét về mặt an ninh quốc phòng, Biển Đông đóng vai trò quan trọng là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước. Các đảo, quần đảo và đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ có ý nghĩa trong việc kiểm soát các tuyến đường biển qua lại Biển Đông, mà còn có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối với nước ta. Cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức đầy đủ và sâu sắc về vấn đề vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển cả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong hiện tại, lịch sử và tương lai. Trong 63 tỉnh, thành phố của nước ta, có 28 tỉnh, thành phố giáp biển. Biển Đông là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, dầu khí, khoáng sản, giao thông, hàng hải, đóng tàu, du lịch. Có các vũng, vịnh, bãi cát trắng, các hang động, các đảo lớn nhỏ liên kết với nhau, tạo thành một quần thể du lịch hiếm có trên thế giới như Vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đứng đầu danh sách top 10 vịnh biển đẹp nhất trên hành tinh. Đặc biệt, cuốn sách đã cho ta hiểu được tư tưởng, tình cảm sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho biển đảo quê hương. Là một vị lãnh tụ có tầm nhìn chiến lược, người cũng đã sớm nhìn ra tầm quan trọng của biển đảo. Người luôn coi biển đảo là phần máu thịt không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Người nói, ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Tư tưởng của người có giá trị to lớn và là kim chỉ nam để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc và toàn vẹn vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, chương 2 của cuốn sách với tiêu đề Biển đảo Việt Nam trong trái tim Tổ quốc bao gồm những bài viết thể hiện tình yêu, niềm tự hào và khát vọng về biển đảo Việt Nam. Nhiều bài viết về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi thấm đẫm máu xương, mồ hôi và nước mắt của những người con đất Việt kiên cường, bất khuất, vượt lên trên đầu sóng ngọn gió để mưu sinh. Và khi cần thiết, họ cũng đã quyết tử để bảo vệ hai quần đảo thân yêu. Không biết bao nhiêu ngôi mộ gió đã được đắp lên trên dải đất hình chữ S bên bờ biển Đông này hàng ngàn năm qua, để làm nơi nương tựa cho những hương hồn người Việt đã gửi thân mình vào trong lòng biển cả của Tổ quốc.
trời Trường Sa mây trắng lặng, lòng chúng tôi lặng trắng, lệ tràn mi. Và vẫn văng vẳng đâu đây câu nói của liệt sĩ thiếu úy Trần Văn Phương, phó chỉ huy trường đảo Gạc Ma: không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ tổ quốc. Trong niềm xúc động sâu sắc, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới các đồng chí và xin được thắp nén hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ tới hương hồn các đồng chí. Vòng hoa mang màu cờ tổ quốc thân yêu dập dành trên biển cả đang lặng sóng, bất chợt dâng trào như muốn gửi gắm trở lại với con tàu một lời nhắn nhủ từ những giọt sóng bạc đầu. Vinh dự nhất của những người lính biển đã hy sinh là được chính tấm lòng biển cả của quê hương ôm ấp, chở che và giữ gìn mãi mãi. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tiêu biểu đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã có tư duy, tầm nhìn chiến lược đúng đắn và những sự chỉ đạo cụ thể để giải phóng, giữ gìn vùng biển đảo của Tổ quốc thân yêu. Đó là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, người con của quê hương Quảng Nam, là một vị tướng đã kết nối tình yêu biển đảo bằng những bài diễn thuyết, lan tỏa tình yêu với biển đảo. Ý thức về phần chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chạm đến trái tim biết bao thế hệ người Việt Nam. Đó còn là tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, người đã có hơn 40 năm sưu tầm những tài liệu hiện vật liên quan đến chủ quyền biển đảo, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp một phần quan trọng vào việc cung cấp những bằng chứng về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và còn rất nhiều những tấm gương tiêu biểu khác, những người con của biển đã và đang ngày đêm bám biển, hăng say miệt mài trong lao động, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, viết tiếp những bản hùng ca trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón đọc. Anh em ơi! Giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm nghệ thuật viết về biển đảo. Đó là những ca khúc dạt dào tiếng sóng, những thước phim thấm đẫm cảm xúc, trào dâng tình yêu với biển đảo.
những vật thơ đẹp, ngập tràn cảm xúc yêu dấu và tự hào về biển đảo quê hương. Những vật thơ đã được âm nhạc chấp cánh, trở nên bay bổng, diệu kỳ. Em lại dịu em, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Đặc biệt, trong chương thứ hai của cuốn sách như một cuốn cẩm nang du lịch với các địa chỉ, các tỉnh thành giáp biển đã được cập nhật cho tất cả mọi người nếu muốn tìm hiểu, khám phá về vẻ đẹp, tiềm năng của các vùng biển đảo trên cả nước như biển Ninh Bình, Cồn Nổi, tiềm năng du lịch biển, tìm hiểu tên các đảo trên vịnh Hạ Long, Cồn Cỏ, đảo thép giữa trùng khơi, Nam Yết, vững vàng nơi đầu sóng, Phú Quốc, thiên đường đảo ngọc. Kính thưa quý vị, bảo vệ biển đảo quê hương là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Chương thứ 3 của cuốn sách có nội dung giáo dục tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Đây là một nội dung quan trọng và thiết thực mà tác giả của cuốn sách muốn truyền tải đến bạn đọc. Vậy giáo dục như thế nào? Làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc? Và một số câu hỏi đáp về các vấn đề có liên quan đến các quyền và bảo vệ của các quyền của Việt Nam trong Biển Đông. Xin mời các bạn cùng tìm đọc. Kính thưa quý vị, cuốn sách Biển đảo Việt Nam trong trái tim Tổ quốc là một tài liệu chân thực và quý giá về biển đảo Việt Nam. Cuốn sách được sưu tầm, biên soạn một cách công phu, đảm bảo tính khoa học, bố cục hợp lý. Đây là cuốn sách, là tài liệu quý giá, phục vụ trong công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc. Chắc chắn cuốn sách sẽ còn được chia sẻ và lan tỏa rộng rãi hơn nữa. Quý vị chia sẻ cuốn sách cũng là góp phần nâng cao ý thức tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam trên trường quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc cuốn sách Biển đảo Việt Nam trong trái tim Tổ quốc trong các thư viện trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Ninh Bình quê hương chúng tôi tự hào có huyện ven biển Kim Sơn, ra đời vào năm 1829 từ công cuộc khẩn hoang quay đê lấn biển của danh điển sứ Nguyễn Công Trứ. Nằm giữa hai con sông lớn là sông Càn và sông Đáy, có chiều dài bờ biển dài 18 km, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển tổng hợp. Thực hiện nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng. Quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công từ cõi mà các cán bộ thư viện của chúng tôi đem đến liên hoan ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện nay Ninh Bình xác định khu vực ven biển Kim Sơn đang nằm trong quy hoạch du lịch của tỉnh Ninh Bình và xác định phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch là trọng tâm, phấn đấu đưa Cồn Nổi Ninh Bình trở thành điểm vàng du lịch trong tương lai. Đây là khu vực được UNESCO công nhận là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là một trong 8 khu bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất vùng châu Á-Thái Bình Dương. Nơi đây có con đường vượt biển ra Cồn Nổi dài và đẹp nhất ở Ninh Bình. Đến với nơi đây, du khách sẽ được đắm mình trong một không khí vô cùng trong lành với những bãi cát vàng mịn, với thiên nhiên hoang sơ, mặn mòi hương vị phù sa và gió biển. Nơi đây còn có những cánh rừng ngập mặn rộng hàng ngàn hecta với nhiều loại cây đặc trưng như cói, sú, vẹt. Cây cói đã theo chân những người dân lấn biển trở thành cây công nghiệp tiên phong, mang đến giá trị kinh tế cao trên mảnh đất này với nhiều sản phẩm đặc trưng. Những sợi cói mềm mại, óng ả, nối biển với bờ, nối trời đất bao la, thiên nhiên trù phú, với những con người mạnh mẽ, cần cù, năng động, sáng tạo trong công cuộc dựng xây. Thank you.
Kính thưa quý vị, với vai trò là nơi phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, trong thời gian qua, Thư viện tỉnh Ninh Bình đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sách báo về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong đó phải kể đến là mô hình mang biển đảo về quê hương cho các em học sinh vùng biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nội dung tóm tắt của sáng kiến: 1. Tiến hành lựa chọn các đầu sách báo về chủ quyền biển đảo có trong thư viện, rồi phân loại thành 3 nhóm, phù hợp với 3 nhóm lứa tuổi: học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông. 2. Thiết kế mô hình thư viện lưu động luân chuyển sách xuống các trường, gồm mô hình nhà sàn đê cao 1 ngọn hải đăng là tủ sách và hệ thống vệ tinh là các pano, gồm hình ảnh, tên gọi, tọa độ, đặc điểm cơ bản của các đảo các đá thuộc quần đảo Trường Sa. Trên các pano in nội dung giới thiệu tóm tắt một số cuốn sách viết về chủ quyền biển đảo. 3. Luân chuyển sách kết hợp ngoại khóa. Chúng tôi tổ chức chương trình ngoại khóa gồm 3 nhóm nội dung chính: giới thiệu các sách viết về chủ quyền biển đảo có trong thư viện, chia sẻ về cách chọn sách, phương pháp đọc sách hiệu quả, hướng dẫn đọc ngay tại chỗ, giao lưu trò chơi để đánh giá hiệu quả, và luân chuyển các sách viết về chủ quyền biển đảo vào thư viện các trường để các em học sinh dễ tiếp cận. 4. Đo lường số lượt sách báo tài liệu được luân chuyển và số lượt bạn đọc tới thư viện qua số liệu báo cáo thống kê từ nhân viên thư viện các trường, so sánh hiệu quả với cách truyền thống là để sách tại thư viện trung tâm, từ đó rút ra kinh nghiệm để triển khai mô hình mang biển đảo về quê hương cho quý tiếp theo. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã tổ chức kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với sở thích, tâm lý lứa tuổi của các em học sinh như tuyên truyền miệng, kể chuyện sách về chủ quyền biển đảo, điểm sách, giao lưu tác giả tác phẩm, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội, tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa và tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách. Kế hoạch triển khai cụ thể như sau. Bước 1. Xây dựng kế hoạch phối hợp. Để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện mô hình mang biển đảo về quê hương cho các học sinh vùng biển huyện Kim Sơn, đơn vị chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan, phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh, trung tâm thiếu nhi, đồn biên phòng huyện Kim Sơn. Bước 2. Xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền tại các điểm đến. Phòng phát triển phong trào cơ sở chịu trách nhiệm nội dung xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền. Nhiều chương trình đã được thực hiện như Em yêu biển đảo quê hương, Tự hào biển đảo Việt Nam hay Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Bước 3. Lựa chọn các đầu sách viết về chủ quyền biển đảo. Để thực hiện bước này, chúng tôi đã sử dụng phần mềm COHA để kiểm tra và thống kê và phân loại các cuốn sách viết về chủ quyền biển đảo thành 3 nhóm, phù hợp với 3 nhóm lứa tuổi: học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Sau khi kiểm tra, thống kê, phân loại, chúng tôi đã sử dụng xe thư viện lưu động luân chuyển đến các địa điểm cần tuyên truyền. Bước 4. Thiết kế mô hình trưng bày trực quan gắn liền với chủ quyền biển đảo. Kính thưa quý vị, đối tượng học sinh là đối tượng yêu thích sự mới mẻ và thoải mái. Đọc sách vốn không được các em chú tâm khi mà các thiết bị công nghệ đang phát triển rất mạnh. Nhận ra khó khăn trên, đơn vị chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi mô hình trưng bày trực quan cho các buổi luân truyền xuống cơ sở bằng hệ thống mô hình pano đặc biệt ý nghĩa. Cụ thể, nhà sàn đê cao 1 ngọn hải đăng trở thành tủ sách và các đảo các đá trở thành nơi giới thiệu sách. Để các em học sinh hình dung được hình ảnh nhà sàn đê cao 1 ngọn hải đăng, chúng tôi đã xếp những cuốn sách viết về chủ quyền biển đảo mô phỏng lại hình ảnh nhà sàn đê cao 1 và ngọn hải đăng. Các tầng của nhà sàn chính là một tủ sách. Các cuốn sách được sắp xếp thành hình khối bắt mắt, giúp các em học sinh được trực tiếp chiêm ngưỡng tận mắt hình ảnh nhà sàn đê cao 1 và ngọn hải đăng. Qua mô hình, các em hiểu được nhà sàn đê cao 1 ngọn hải đăng không chỉ là chốt giữ, là điểm mốc cho tàu thuyền, mà còn là cột mốc khẳng định chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam. Chúng tôi đã lựa chọn 12 đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa và thiết kế 12 pano tuyên truyền gắn liền với các đảo đá và bao gồm hình ảnh, tên gọi, tọa độ, đặc điểm cơ bản của các đảo các đá để các em học sinh ghi nhớ. Và đây cũng chính là ý nghĩa nổi bật nhất, là nguồn gốc của cái tên mang biển đảo về quê hương. Chúng tôi lựa chọn 12 cuốn sách viết về chủ quyền biển đảo hay nhất của đơn vị chúng tôi, tóm tắt nội dung và khéo léo lồng ghép vào 12 pano tuyên truyền gắn liền với các đảo các đá. Bằng cách này, chúng tôi đã khơi gợi trong tâm hồn các em một tình yêu mãnh liệt với biển đảo quê hương. Đứng trong đất liền nhưng các em như đang được hít từng hơi thở của biển cả. Và khi lòng tự hào dân tộc trong các em trỗi dậy thì ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, khát khao tìm hiểu lịch sử hào hùng của cha ông qua từng trang sách từ đó cũng lớn lên mãnh liệt. Bước 5. Luân chuyển sách kết hợp ngoại khóa. Chúng tôi đã tổ chức chương trình ngoại khóa tại các điểm trường.
giới thiệu các sách viết về chủ quyền biển đảo có trong thư viện, giới thiệu về mô hình nhà sàn DK1 Ngọn Hải Đăng, trưng bày các đảo, các đá, chia sẻ về cách chọn sách, phương pháp đọc sách hiệu quả, hướng dẫn các em học sinh đọc sách tại xe thư viện lưu động, trải nghiệm các hoạt động trên xe, và cuối cùng là giao lưu trò chơi bằng hệ thống câu hỏi kiến thức về chủ quyền biển đảo. Bước 6, đo lường hiệu quả của sáng kiến. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã đo lường hiệu quả của sáng kiến thông qua 2 tiêu chí. Thứ nhất, qua số liệu báo cáo từ cấp cơ sở, và thứ hai là qua phiếu đánh giá từ độc giả. Kính thưa quý vị, sau gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình mang biển đảo về quê hương, đơn vị Thư viện tỉnh Ninh Bình chúng tôi đã thu được kết quả như sau. Thứ nhất, về số lượt sách báo tài liệu được luân chuyển, số liệu thống kê cho thấy số lượt sách báo tài liệu được luân chuyển khi thực hiện mô hình đã tăng lên hơn 5 lần so với thời điểm chưa thực hiện mô hình. Từ 201.345 lượt luân chuyển tại thư viện đã tăng lên 1.027.662 lượt luân chuyển tại thư viện và cơ sở. Trong đó, lượt luân chuyển tại cơ sở là 826.317 lượt, chiếm tới 80%. Thứ hai là về số lượt bạn đọc được phục vụ, số liệu thống kê cho thấy số lượt bạn đọc được phục vụ cũng đã tăng lên 6,8 lần so với khi chỉ trưng bày sách tại thư viện trung tâm. Từ 65.017 lượt bạn đọc phục vụ tại thư viện đã tăng lên 443.018 lượt bạn đọc phục vụ tại thư viện và cơ sở. Trong đó, lượt bạn đọc phục vụ tại cơ sở là 378.001 lượt, chiếm tới 85%. Thứ ba, về ý nghĩa cầu nối tri thức, việc chuyển từ mô hình cũ chỉ gói gọn trong phạm vi thư viện sang thực hiện mô hình mới, chủ động mang sách báo tài liệu tới bạn đọc, đã xây dựng được một cầu nối vững chắc đầy thiện cảm giữa thư viện và cộng đồng, giúp nâng cao hứng thú của các em học sinh đọc sách về biển đảo, từ đó giúp cho các em học sinh hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam và giúp xây dựng được lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, từ đó nâng cao trách nhiệm của mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu nhi đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, và sau gần 2 năm thực hiện triển khai mô hình thì đơn vị Thư viện tỉnh chúng tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, cần phải thường xuyên thay đổi hình thức tuyên truyền sách báo tài liệu, đặc biệt là chú ý tới hình thức tuyên truyền trực quan, sử dụng hình ảnh pano hay tổ chức các chương trình ngoại khóa. Thứ hai là công tác phối hợp với các lực lượng. Thứ hai là công tác phối hợp với các thư viện cơ sở là chìa khóa của việc tăng số lượt sách báo, tài liệu được luân chuyển và số lượt bạn đọc được phục vụ, giúp cho độc giả dễ tiếp cận với sách hơn, nhất là đối với các em học sinh vùng biển và các xã bãi ngang của huyện Kim Sơn. Và thứ ba là vai trò của các lực lượng chính trị khác ở cơ sở trong công tác tuyên truyền sách báo về chủ quyền biển đảo là rất lớn. Đối với đối tượng học sinh thì vai trò của thầy cô, của phụ huynh, của đoàn thanh niên có tác động trực tiếp tới nội dung sách báo mà các em thường xuyên đọc. Do đó, công tác liên kết với các lực lượng chính trị khác để tuyên truyền sách báo đã và sẽ trở thành con đường chủ yếu trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Vượt sóng trùng khơi đã vẽ nên con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh, con đường thắng lợi, cho ta đi lên khát vọng hùng cường. Từ những bước chân khắp trời Âu, người dẫn lối đường ta đi, từng đoàn thanh niên đi cứu nước, độc lập tự do cho quê hương. Lớn thành hàng nay rộng dài, đường nối vòng tay đất nước, truyền thống xưa cha anh hào hùng ngày nay tiếp bước tự hào. Con đường của bác, con đường Hồ Chí Minh, sáng ngời chân lý cách mạng tiên phong ta đi. Anh em chung tay xung kích xây dựng cho quê hương hôm nay sánh với năm châu. Con đường của bác, con đường Hồ Chí
hôm nay vững bước đi lên, như luôn bên ta hình bóng bác thân quen. Bác đang cùng chúng cháu hành quân trên con đường của bác, đường Hồ Chí Minh, con đường của bác. Ta đi anh em chung tay xung kích xây dựng cho quê hương hôm nay sáng với lòng chờ. Con đường của ba, con đường Hồ Chí Minh, mùa liềm tỏa sáng soi đường anh em tiên phong. Con sông hôm nay vững bước đi lên, luôn bên ta hình bóng bác thân quen. Bác đang cùng chúng cháu hành quân trên con đường của bác, đường Hồ Chí Minh. Bác đang cùng chúng cháu hành quân trên con đường của bác, đường Hồ Chí Minh. Chương trình tham gia liên hoan của đoàn tuyển thư viện tỉnh Ninh Bình xin phép được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Welcome to Kentertainment.